Kính thưa quý thầy cô, ban giám khảo cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến, lời đầu tiên em xin gửi đến quý thầy cô cùng ban giám khảo lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Tháng 11 lại về, không khí hân hoan ngập tràn trên mọi miền của đất nước, hướng về ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, ngày mà cả xã hội náo nức với tấm lòng trân trọng tôn vinh công lao cao cả đối với nhà giáo. Với mỗi chúng ta, ai cũng có một niềm tin của tuổi thơ ấu, tuổi học trò. Những tâm hồn trong trắng tuổi học trò cũng nên suy nghĩ về người thầy, người cô kính mến của mình với lòng biết ơn sâu đậm và niềm tôn kính vô hạn. Đến với chương trình văn nghệ hôm nay, em xin gửi đến quý thầy cô cùng ban giám khảo bài hát Mái Trường Mến Yêu, sáng tác Lê Quốc Thắng. Xin mời quý thầy cô cùng các bạn thưởng thức. Và các bạn luôn dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.